Bạn thân mến, hôm nay mình muốn đi thăm hai căn phố thương mại ở hai chỗ khác nhau để cho các bạn xem. Phố thương mại này không nằm trong mall, nó là ở riêng ra. Người ta thích mua những dãy phố này lắm, tại vì người có tiệm ở trong dãy phố này họ muốn đóng cửa lúc nào họ đóng. Họ muốn mở cửa tiệm họ lúc nào cũng được. Còn nếu mà mướn mặt bằng ở trong những cái mall lớn á, thì là mall lớn đóng cửa là mình phải đóng cửa. Mall lớn mở cửa mấy giờ mình sẽ mở cửa theo, thì nó cũng hơi bất tiện. Khách hàng thì ưa thích tìm những dịch vụ như là cắt tóc, làm nail, thực tiệm ăn trong những cái mall như vậy. Hôm nay bị trời hơi mưa, thành ra con đường đi tới tiệm mall này nó hơi mưa một chút xíu. Thì mình sẽ cho bạn xem hai loại mall. Một cái loại là mới cất ở gần vùng biển, cất theo kiểu mới, rất đẹp. Và cái thứ hai là cái ở hơi xa chút xíu vào trong, nó hơi cũ nhưng mà giá thì rẻ hơn, và cận những dùng có nhà cửa. Thành ra hai cái mô ở hai vị trí khác nhau thì họ có khách hàng khác nhau. Cái mô ở cận biển thì nó thường thường họ có nhiều du khách, thì làm mở tiệm ăn, những cái dịch vụ mà như là tiệm ăn, như là pizza, hay là về cắt tóc, hoặc là về bán giày dép, quần áo thì rất thịnh hành làm nail. Còn cái mall mà ở xa xa đó thì là họ thích mướn để mà họ bán những cái sản phẩm mà cái người nào người ta mua đem lên máy bay không được, như là giảm giá những cái máy nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ bàn ghế, vậy thì giảm giá họ mua được. Thường thường trong một cái mall luôn là nó cũng có đây là cái shopping mall ha, thì nó có ngân hàng, có tiệm lớn nhất là chỗ bán thức ăn, cái kêu là siêu thị, supermarket. Mỗi một cái mall mua là phải có cái anchor, tức là cái mà điểm lớn nhất để kéo người ta tới tới mua, là cái chỗ này đó, cái người ta kéo tới mua là bán thức ăn. Thì mô này nó gần biển, gần khách sạn, thành người ta tới mua nhiều lắm các bạn. Rồi có những ngân hàng để lấy tiền, những chỗ cái chỗ làm gym, là nhiều tiệm ăn lắm, bạn thấy tiệm ăn nhiều kinh khủng lắm. Market Daily. Thì bạn thấy là cái giờ mưa nó tạnh rồi thì mình coi cũng dễ dàng, thì parking cũng dễ. Đậu trước cửa tiệm rồi vô mua đi ra. Bởi vì người ta thích tới mấy cái shopping mall như vậy đó để mua đồ. Thì mấy ngày nay là có tin là bão sắp tới, cho nên có nhiều tiệm đó họ đóng cửa, họ không làm, và họ còn bỏ luôn cả cái họ gắn cái những cái miếng gỗ để bảo vệ cửa kiến, như tiệm này chẳng hạn. Đây là cái shopping mall mới, như là mới cất khoảng chừng 10 năm trở lại, chắc cũng chưa tới 10 năm, mà ở phía bên mặt á, là những chung cư cao cấp. Thì họ qua bên này họ mua đồ ăn, họ đi siêu thị, họ đi ra thưởng thức tiệm ăn. Cái này gần tới bão đó thì người ta lấy cái miếng dán như vậy đó bạn, người ta đóng lên cái cửa sổ để mà bảo để kiến khỏi cái bể. Cái này là cái tiệm ăn, cái tiệm ăn này là bữa nay không có mở cửa, họ cho nhân viên về nhà hết để nhân viên lo chuẩn bị bảo vệ nhà cửa. Cái này kiến cửa kiến họ lớn lắm, thành ra họ xử chắc ăn. Còn mấy tiệm khác các cửa kiến nhỏ hơn, thành ra họ chưa có gắn gỗ để bảo vệ, hoặc là kéo màn sắt. Thường cửa kính mà nhỏ nhỏ thì người ta kéo màn sắt, còn cửa kính mà to thì phải gắn cái đi mua gỗ về đó đóng lên để bảo vệ cửa kính.
Đây là có chỗ tập thể dục, có chỗ gym. Chỗ này là đông khách lắm bạn. Người chung quanh là người ở chung cư thì nó đông đảo lắm. Thư chung cư ở cái tiệm cái dãy này, phố này thì nó có 2 tầng lầu. Tầng lầu ở trên là cho mướn làm văn phòng. Thấy bãi đậu xe rất là rộng rãi. Bây giờ mình sẽ đưa bạn đi coi phố thương mại thứ hai. Cái phố đầu á là trị giá cũng chừng 20 triệu trở lên. Cái này thì bạn mua rẻ hơn, có thể mua có chừng 10 triệu đô la. Cái này cũng, thì cái thương xá này nó ở xa vùng biển, đi cũng phải là nửa tiếng đồng hồ mới tới biển. Thì nó rẻ hơn. Parking của nó, chỗ đậu xe nó cũng rộng rãi. Cái chủ yếu của một chỗ phố thương mại là phải có chỗ để cho người ta đậu xe an toàn. Thì cái chánh ở đây là cái tiệm măng á, là cái tiệm bán trang trí nhà bếp, tủ lạnh, cái này là tiệm ăn. Thì là nhà kia là của Brandsmart Outlet, tức là những cái món hàng như là máy giặt, như là tủ lạnh này kia mà nó cái kiểu hơi cũ á, bán không hết thì đem xuống đây bán hạ giá, hay là có trong khi di chuyển có hơi mốp méo một chút á thì đem xuống chỗ outlet này, thì nó cũng giống như là cái mới thôi nhưng mà nó bị mép chút hay là trầy chút mép mó vậy đó, thì ở xuống đây họ bán, có khi họ bán xuống xuống nửa giá, thì là nếu mà người ta biết mua đồ thì mình tới đây mình mua nó rẻ hơn. Thì cái này là cái chánh của cái thương xá này, là cái chỗ bán về dụng cụ như về máy móc nhà bếp. Cái thương xá này rẻ lắm, mình nghĩ thương xá này là các chừng 2-3 triệu, họ không có kêu bán, mình đi coi chừng thôi. Mình làm nghề của mình thì mình phải đi tới đi lui mấy chỗ đó để mình thảo chỗ, rồi mình đề nghị với lại người người mua là có gì như vậy đó, cỡ chừng giá tiền đó, cỡ đó nếu mà họ thích thì mình sẽ kiếm chủ, mình thương lượng họ chủ có bán không. Chứ mấy chỗ này đó người ta không có treo, chỗ không có treo bán nha bạn, mà cũng cũng không có trên mạng. Muốn tính giá tiền chỗ này á là mình phải bảo chủ cho mình biết cái giá tiền họ cho mướn mỗi một căn vậy là bao nhiêu, rồi chi phí bao nhiêu, bảo hiểm bao nhiêu, thuế bao nhiêu. Đây là họ phải có một ít nhất là một người bảo vệ. Cái người bảo vệ lại là nó đứng cái chỗ này, đứng cái chỗ cái lớn này rồi dòm chung quanh, thấy không? Để mà bảo vệ với lại bảo vệ
Park là có một ông cảnh sát mà họ là cảnh sát mà họ, ngày ngày họ cảnh sát họ làm có ca, rồi khi nào có nhiều ca mà họ không làm nữa thì là họ đi làm thêm mấy ngày. Bởi vì làm cảnh sát ở đây nó cũng ở những thành phố lớn nó nhiều tiền lắm bạn, đã có tiền cảnh sát rồi mà còn làm ca để bảo vệ như vậy, hoặc là họ bảo vệ mấy cái phòng trà hay là những cái buổi mà họp mặt lớn á, những cái hội chợ là họ họ làm, là tức là cộng thêm cái giờ họ làm họ được hưởng thêm tiền. Tại vì ở đây bảo vệ rất là quan trọng, nếu mà nếu mình làm chủ một cái số thương mại như vậy mà mình không bảo vệ cái parking của mình, nếu khách bị ăn cướp cái parking của mình mà ăn đăng cướp trong parking hay là trong chỗ điểm ăn ở đây á, thì là người khách nếu bị tổn thương này kia là họ sẽ thưa lại, họ lên lên tòa thưa người chủ ở parking không bảo đảm an ninh an toàn cho khách. Mà nếu mà một cái parking mà bị ăn cướp á bạn, một cái phố thương mại nào bị ăn cướp á, là báo đăng lên á, TV đăng lên á, là khách người ta sợ lắm, người ta không tới nữa. Thành ra mình làm chủ đây là mình phải mướn bảo vệ á, để cho nó an toàn. Bảo vệ mà giỏi nhất là bảo vệ cảnh sát thôi, là người cảnh sát, là người cảnh sát là họ biết cách, họ biết cách họ kêu người tới tới kêu cảnh sát tới yểm trợ. Mà cái xe của họ cũng có camera ha, mà cái mấy người không có lương thiện nó họ sợ, họ làm gì họ sợ cảnh sát lắm đó. Đây là mình cho bạn thấy cái trung tâm thương mại như vậy. Nhiều người họ không thích đầu tư nhà cho thuê phòng trọ, họ nói là phải chăm sóc mấy phòng trọ này kia mất công lắm. Còn cái này mình cho mướn như vậy đó là người mướn họ phải trả thuế cho mình, nó kêu triple A, họ trả thuế cho mình, họ sửa chữa hết cho mình. Chào các bạn.